Kính chào các bạn yêu thích bóng đá đã trở lại với kênh của mình. Rất vui được gặp lại các bạn ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2021-2022. Thông tin trận đấu, nhận định, phân tích trận đấu giữa đội Chelsea với Crystal Palace diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Chelsea sẽ bắt đầu Premier League mùa giải mới bằng trận đấu tiếp đón Crystal Palace ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Với sự chênh lệch về đẳng cấp và đội hình, thì đây sẽ là 3 điểm vô cùng dễ dàng cho Chelsea. Sau khi chi gần 200 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng ở mùa giải trước, Chelsea được dự đoán sẽ ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Sau những khởi đầu như ý, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard liên tục mắc những sai lầm nghiêm trọng và chính bản thân ông cũng phải lãnh án sa thải. Thomas Tuchel ngay sau đó được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên của đội bóng và ông đã nhanh chóng vực dậy con tàu đắm mang tên Chelsea. Nhờ vậy, họ vẫn có được chức vô địch Champions League danh giá và giữ vững ngôi vị top 4 đội mạnh nhất ngoại hạng Anh. Ở mùa giải năm nay, Chelsea đang có những bước đi tốt trên thị trường chuyển nhượng và với tài năng của Tuchel, họ vẫn được đánh giá là đội bóng đáng xem nhất ở mùa giải năm nay. Đối thủ của Chelsea ở trận mở màn chính là Crystal Palace, đội bóng sở hữu đội hình tầm trung và thường xuyên phải nhận thất bại khi đối đầu với những đội bóng lớn như Chelsea. Vậy nên sẽ không có gì lạ khi The Blues sẽ giành chọn 3 điểm một cách dễ dàng trong trận đấu này. Trước một đội bóng thuộc top đầu bảng như đội bóng Chelsea thì cơ hội bứt phá của đội bóng Crystal Palace dường như không có. Thêm vào đó, trận đấu này đội bóng Crystal Palace phải đến làm khách trên sân của đội bóng Chelsea, điều này càng khiến cho cơ hội chiến thắng của đội bóng Crystal Palace trở nên mong manh hơn rất nhiều. Do vậy, ở trận mở màn cho mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, nhiều khả năng đội bóng Crystal Palace sẽ phải nhận thất bại với tỷ số đậm đà. Và theo nhận định của nhiều chuyên gia, họ có thể phải nhận thất bại ngay từ hiệp 1 của trận đấu. Các chuyên gia bóng đá dự đoán tỷ số 3-0 nghiêng về Chelsea trong 90 phút thi đấu. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.